Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Nay tối ngày 29 tháng 11 2020, em về một siêu phẩm của Mắt In Tóc rất là hiếm, là được anh em xanh lùng. Con model là 4.1 nha các bác, 4.1. Con này đánh RGB cũng như là dòng loa cổ AR, dòng loa cổ Mỹ á. Các bác chơi những dòng loa Mỹ rất là hay nha, loa cổ như là AR này, loa Mắt In Tóc luôn, hoặc là những dòng loa Advanced, vân vân. Đặc trưng của dòng Mắt In Tóc là tiếng rất là mềm và dịu tiếng, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Mắt In Tóc 4.1 là một dòng âm ly đài nha các bác, âm ly đài sở hữu một ngoại hình là có đài nên là khá là cổ điển nha. Và bên em đang chào bán con này là giá 29.500.000, giá đã bao gồm phí ship, và các bác nếu chuyển khoản đủ thì bên em sẽ bớt cho các bác là vài trăm ngàn để các bác lấy lọc và cà phê. Các bác thấy nấm nút này sáng tròn nha, hàng tuyển rất là kỹ lưỡng, các bác có thể thấy được chất của sản phẩm. Hàng bên em tiện nha, đây phay nhôm rất là đẹp, không một vết cắn nào luôn. Các bác thấy những volume này rất còn sáng tròn luôn nha, đấy, từ những chi tiết nhỏ này các bác có thể để ý được. Đây, em này chạy 3 cầu loa ABC hoặc là A+B, A+C, được ký hiệu là 123 đó các bác. À, nút nguồn, à, là cái nút dịch chuyển kênh, chuyển kênh rất là đẹp, phải là gọi là hoa hậu nha các bác, nếu mà chấm điểm là chấm điểm hoa hậu nha. Các bạn nào yêu em nó thì liên hệ cho em nha, qua số điện thoại trên tấm biển nha. Em có hai số điện thoại và các bạn có thể kết bạn Zalo để trao đổi học hỏi kinh nghiệm vân vân, có thể phối ghép hoặc là cần gì thì cứ nhắn tin cho em, alo cho em. Và đây là phía sau của em nó, các bạn thấy độ mới của sản phẩm nha. Ba cầu loa đây, kẹt gì đây, ba cầu loa ABC đây, ký hiệu là 123. Còn đây là trạm để chúng ta gắn kê cần dây thêm SMIM đây. Các bác thấy anten rất là mới luôn, đáng hàng siêu tầm nha các bác. Con này công suất 400W, điện 120V, các bác có thể cắm điện 110, 115, 117, 120. Thì sau đây em sẽ mời các bác xem bên trong sản phẩm và độ đẹp của bên trong. Để mà tháo vỏ gỗ con này thì các bác phải theo chỉ dẫn của em, đây là mở hai ốc bên hai bên hông, chúng ta lấy ốc gỗ bên hông ra, ốc gỗ này là zin theo máy nha các bác. Đây, chúng ta lấy ra và mở một ốc chỗ này và mở một con chỗ này và hai con phía sau, chúng ta sẽ lấy được cái nắp lên. Vâng, và sau khi tiến trình là lấy ba mảnh vỏ gỗ của sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy được bên trong và được đồ đẹp của nó đây, các bác thấy chưa, rất là đẹp. Đây là phần đài hai tụ nguồn rất là bóng bẩy và còn rất là đẹp luôn nha, tăng phô quá là tuyệt vời luôn. Bác nào sưu tầm thì con Mắt In Tóc 4.4 thì 4.1 thì alo cho em. Đây là những con sò công suất của nó nguyên zin hết nha. Dòng này chạy cảm biến nhiệt nha các bác, cảm biến nhiệt nha. Đấy, có hai cảm biến phía dưới. Đây là phần rơ le, phần mạch. Còn phía dưới là phần mạch, còn dưới là phần công suất đây. Các bác có thể để dồn sò, có thể dồn được keo này, keo nguyên bản nguyên zin, chưa có hiện tượng thao vết gì hết đấy, rất là mới luôn. Rồi các bác nào chốt thì liên hệ cho em nha. Một con Mắt In Tóc 4.1 và nó là trên cao tuyệt vời, về trong ngày 29 tháng 11 này. Vâng, chào tất cả các bác ở miền Tổ quốc. Đây là con âm ly 1090G, một dòng âm ly cực kỳ là nổi tiếng của hãng Đời Nông, là phiên bản nâng cấp của 890DG. Công suất khỏe 250W, chạy 8 so, và cũng như là em nó sở hữu một mạch âm sắc rất là ngọt, class A nha bác, class A. Đánh hai cầu loa AB hoặc A+B, sở hữu một mạch màu vàng gold. Con này về ngày hôm qua, nay ngày 30 tháng 11 em giới thiệu và que cho các bác xem, các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì liên hệ cho em.
Và giá bên em đang chào bán con BMA 1090G, hàng tuyệt đẹp nha các bác, hàng để sưu tầm. Giá là 16.500.000. Đã bao gồm phí ship tận nơi cho các bác. Đây là những sản phẩm hàng bãi đến từ Nhật Bản nha các bác, của thương hiệu Đờn Nông, danh tiếng. Em này các bác chơi được hầu hết các dòng loa Mỹ, Âu, Nhật đều rất là tốt. Các bác chơi ribe cũng rất là hay. Nó sở hữu là hai má gỗ nha các bác, hai má gỗ xương màu vàng cam rất là đẹp. Dòng này là chỉ có dòng hai nội địa Nhật thôi nha. 100V. Em này chạy nguồn xuyến và tích hợp cổng ba lăng cho các bác chơi luôn nha. Đây là cầu loa, có ta chỉnh cầu loa ABC này, low net này, chế độ chơi ba lăng này. Nếu các bác chơi ba lăng dây ba chân các bác bấm vào, hay là các bác không chơi ấn ra, chỉnh bass check ba lăng hay là băng trái phải. Là cổng chi chế độ cổng vào này. Đấy, volume tổng của em nó. Này rất là đẹp nha các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Vâng, và đây là phía sau của em nó nha các bác. 250W, 100V. Đây là dây nguồn. Rất là mới nha các bác. Tất cả rác đều còn vàng khe. Đây là cái cổng ba lăng này các bác. Cổng ba lăng để cho mình chơi những cái thiết bị ba chân này. Tại từng những sản phẩm âm ly cao cấp hầu như là đầu bản thì hai tháng người ta thường tích hợp những cái cổng này. Ví dụ như là con Sansui 77 hay 97 đều tích hợp những cổng này. Nhưng mà cái đầu 6, đầu bình thường thì họ không có tích hợp. Thường thường chỉ trang bị những âm ly cao cấp. Và thấy đẹp từ những cạnh nha. Thấy rất là đẹp. Đồ ga thì mới tinh nha các bác. Đồ ga thì mới tinh luôn. Mới kinh công nha các bác. Đấy, các bác thấy đồ đẹp sản phẩm nha. Thì giá bên em cân đối rồi. Thì đợt này em mua con này cao hơn 300.000, nhưng mà em vẫn để giá cũ cho các bác luôn. Con trước thì em bán và cũng bớt 300.000 cho bác chủ kia rồi. Con này không bớt được nha các bác. Được, con này được em mua cao. Bây giờ hàng không có. Vì hàng điệp bây giờ người ta bán rất là cao. Đấy, các bác nào yêu hàng điệp thì liên hệ cho em nha. Sở hữu một con bờ đời nông 1090 Gold. Công sức khỏe, chơi lo gì cũng được. Đánh tiếng bát, chất nụi xuống rất là sâu. Nó đặc trưng của những dòng đời nông 890D, 890DG và 1090G. Về âm thanh, 1090G hay hơn 890D và 890DG. Và bên em có cả 1010D vừa về nha các bác. Các bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Vâng, em xin chào tất cả các bác. Tiếp tục đó là con Agofy về ngày hôm qua. Thì nay em có thời gian quay video chi tiết gửi đến các bác, đó là thì bên em đang chào giá và giá luôn luôn bao ship cho các bác. Giá là 31.500.000. Agofy i303 nha các bác. Dòng này cực kỳ là nổi tiếng. Sử dụng một mạch màu vàng gold. Rất là mới nha. Bên em tuyển rất kỹ lưỡng những sản phẩm hàng cho các bác nha. Em đánh hai cầu loa A B hẹp A cộng B. Nói chung về thông số thì không cần giới thiệu nhiều về em này. Chuyên đánh những dòng loa cao cấp Ribe, Tăng Noi, BBK, vân vân. Loa Pioneer, những dòng loa Bass 40 đô lại nha các bác. Em này đánh rất là hay, sử dụng cấp độ 3 loa nét nha. 3 cấp độ. Nên hầu như loa này em nó chơi cũng được. Mạch phay xước nha các bác, phay xước màu vàng. À là dây nguồn của em đó. Dây nguồn nha. Vỏ gỗ rất là đẹp nha các bác. Vỏ gỗ rất đẹp. Tí nữa các bác sẽ được xem bên trong sản phẩm. Đây là em quay thùng vách để các bác ở xa xem nha. Hay phía sau. Con này series là 519 nha các bác. Số đuôi 519 nha. 519. Chạy 4 cầu điện nha. Nguyên bản từ Nhật về là 100V. Vâng, đây là những cổng kết nối. 4 cổng kết nối nha. Thông dụng AUX Tuner Dix 1 Dix 2. Đây là trạm loa nha các bác. Trạm loa. Rất là mới nha. Mét cực kỳ đẹp. Thì sau đây em sẽ mở bên trong để các bác xem ruột gan nó như thế nào nha. Dòng này sexy 7 màu. Vâng, đây là bên trong của con Agofy. Thấy cầu chì còn nguyên, cầu chì lò xo nha các bác, còn nguyên nha. À, các bác biết chất lượng rồi. Sexy 7 màu. Tăng phô của nó hai ruột nguồn. Và mỗi bên nó là 4 sò xét Hitachi nha. Đấy, còn mới nha. Rồi sau đây mời các bác xem phía dưới sản phẩm luôn nha. Vâng, đây phía dưới của sản phẩm nha các bác. Sexy đẹp chưa? 7 màu nha các bác. Đây là phần hai phần nguồn này, hai cái tụm nguồn, hai sò này các bác, đấy nguyên keo này, này các bác cần cái để chân sò này, đấy còn nguyên này, các bác khỏi lo cái vụ đó, em tuyển hàng em xem rất là kỹ nha, rồi
máy cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào lấy liên hệ cho em nha. Giá 31.500.000, Alphafy i303 mạch màu vàng gold, cực kỳ đẹp, giá 31.500.000 đã bao ship. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình, em sẽ giao hàng tận nhà cho các bác nhé.